Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay mình ăn bánh canh, bây giờ cho bé Chê ăn bánh canh trước kìa. Cả nhà, mình ăn bánh canh tôm hùm. Đơn giản thôi. Chỉ có nấu nước súp rồi vậy đó. Đó. Nhìn hấp dẫn à. Hấp dẫn, bao tô bánh canh sáng nay mấy chú cháu ăn sáng đây. Chê nữa, bánh canh, chê ăn bánh canh nữa. Bệnh quá. Ôi trời ơi, nó đang khám bệnh, nó vừa con đang làm nghề gì á? Con đang làm gì á? Làm bác sĩ. Bác sĩ ăn miếng đi bác sĩ. Hả? Ăn miếng đi bác sĩ ơi. Bác sĩ khám bệnh đây, khám bệnh vô tim mẹ đi. Ồ. Quá dữ luôn không? Quá dữ luôn, cái bụng đói nên nó kêu ọt. Bụng đói kêu quá trời luôn á. Rồi khám mắt mẹ, dùng cái nào khám mắt mẹ? Cái nào là khám mắt? Khám mắt cho mẹ coi. Rồi, khám mắt mẹ coi, khám mắt mẹ đi. Con khám mắt cho mẹ bằng nào? Đó, đúng rồi. Bắt đèn lên, mở đèn sáng lên. Mở đèn sáng lên nha, đúng rồi. Thấy gì không? Có bị đau mắt không? Rồi ngược rồi. Bác sĩ coi ngược rồi bác sĩ ơi. Bác sĩ 2020 rồi phải coi ngược hết rồi. Bác sĩ chích thuốc cho tôi đi bác sĩ ơi. Bác sĩ chích thuốc tôi đi. Bác sĩ nè. Rồi. Trời ơi bác sĩ này chích chỗ tay. Sĩ giỏi quá. Rồi bây giờ bắt đầu em ấy vô bàn ăn sáng thôi em ha. Cùng gia đình cho vui. Dạ, về ăn sáng ăn gì ta? Ăn siêu ta thu ngoài cái coi thu ngoài cái gì ui già giỏi quá và ông ngồi ngày này trúng bánh rồi trúng bánh luôn. Hello, xin chào đại gia đình, trở lại kênh YouTube của gia đình Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay cả nhà chú cháu ăn cái món là bánh cua tôm hùm, món này hấp dẫn chứ. Bánh canh tôm hùm thôi. Mời đại gia đình của mình vào dùng buổi sáng với nhà với gia đình của mình nha. Dạ, dùng buổi sáng. Rồi con ăn đi. Xin mời. Dạ, xin rồi, mời. Ok, thank you bà xã. Chào xã dậy sớm lo chu đáo quá. Dạ, bánh canh thì đơn giản. Tích tắc là có bánh canh gia đình ăn sáng liền nè. Nước mắm mà chú. Con cần nước mắm không? Đây nè. Bởi thêm biết á. Này có dĩa sa tế để đây ngon lành nè. Thêm biết không? Không, thêm không cả. Thêm là đủ. Rồi. Ngon quá. Vừa ăn. Wow, Chê ăn ngon quá ta. Chị có mời cô chú chưa? Chị mời cô chú đi. Chị mời cô chú chưa? Chó. À, chó hả? Ừ, kêu á. Chú mời cô ăn xong đi, còn khám bác sĩ cho Su nha. Ừ. Cô em là đội lên nè. Su nãy té. Đi ẩm lên coi. Su sáng té, đi không nổi luôn. Té không? Té trên giường, té xuống luôn. Đó. Nó đang nằm lăn hay sao đấy? Nó đang không, nó thiếm đi nè, nó nhảy. À, nó nhảy từ trên giường nhảy xuống. Nó nhảy xuống nó bị té. Cái chợt chân mà. Đúng rồi, bình thường. Thường nhảy được mà chợt chân hả? Ừ. Sáng có bánh canh dễ ăn, có nước dễ ăn coi ha. Nước nóng nóng. Chú bỏ vô miếng sa tế không? Ừ. Bỏ vô miếng sa tế nè. À, bỏ xuống 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 đây đây. Có miếng ớt gì không? Dính rồi. Rồi, ngon lành. Không, không, thím làm ớt kiểu này ăn nó. Con này thím làm à? Ừ, thím làm à. Con thấy còn nguyên củ trong kia mà ai làm thím làm luôn. Giống như này không à, khác chứ. À, khác. Cái đó, như có cái xả đó có xả, cái này tỏi thôi. Quá chất lượng luôn chứ. Nào con lấy Tugo về hũ nhỏ nhỏ đi ăn thử là sao? Ừ, con có rồi. Không. Mẹ không đem, mẹ không làm đem qua con. Ừ. Chị Bảy làm mà bữa hổ chị Bảy làm. Sao? Ừ. Ngon không? Wow. Ừ, ngon quá. Chú sáng nay ăn sáng xong chú đi chạy ra tiệm hả chú? À, sáng nay ăn sáng xong chú chạy ra tiệm nữa coi. Rồi trưa trưa chú về ha. Ừ. Chê ăn đi, ngon quá đi. Chê ăn cereal ngon quá đi. Chị tối hôm qua được 14 tiếng luôn cô chú.
Chê già, chê ừ. qua là ngủ ngon. 8 rưỡi hả? 8 rưỡi. 8 rưỡi đi ngủ rồi. 7 giờ, 7 giờ là đi ngủ đó. Cho tới 9 giờ. Ừ. Gì đó? Nước. Ừ. Quá lo giỏi luôn. Giỏi. Ừ. Bác sĩ nè, ăn đi rồi bác sĩ. Ăn bác sĩ con. Ăn đi rồi bác sĩ con. Chú Âu có thể được. Phải trúng cái chân trúng ớt rồi. Trúng ớt cay em rồi. Trúng ngoại chuồng rồi. Vừa ăn vừa làm bác sĩ luôn cả nhà thấy không? Cười. Vừa giỏi vừa lắm đó, em giỏi lắm đó. Em là thôi chứ. Em lớn lên em làm bác sĩ luôn. Ăn đi con. Không ăn nữa. Không ăn nữa. Không ăn nữa hả con? Làm bác sĩ đi. Ăn chuối đi. Ăn chuối không? Bác sĩ mẹ. Đang từ người ta đang ăn bị khác bệnh người ta. Bác sĩ mẹ. Đang ăn cũng khám bệnh luôn. Cho mẹ nè. Cho mẹ nè. Rồi chú đi đâu? Chú đi rồi con với tím thiết kế đi đâu ta? Là hai chúng cháu này con đi đâu không? Ăn xong rồi tính. Thì cái tuần qua nhà mình đi chơi cái thiết kế mình đi đâu anh? Ăn xong rồi tính cái gì? Cháu qua chơi. Ngày nào cũng đi hết. Ngày nào cháu qua chơi thì ngày nào cũng đi chơi hết cả nhà. À, nào đưa cháu đi đó đi đây rồi mua sắm rồi rất là vui. Ngày nào cũng có đi hết. À, nhưng mà thời gian thì sợ nó cho nó nhanh. Nhiều lúc cái cháu về rồi cái gia đình nó trở lại trống vắng hơi buồn. Được. Okay. Là nhà ai về nhà nấy. À. Thằng này để lo. Về nhà út lụp. Rồi. Nhà ai về nhà nấy chị ha. Chị ơi, bữa nay chị ngủ nhiều xích ấy cái chị năng cái gọi là gì đó. Cái mặt không mặt không. Bây giờ bắt đầu bên này nó vô mùa gần tới mùa spring rồi đó cả nhà. Thì nói chung thì khí hậu bây giờ nó cũng rớt xuống đỡ. À, chứ không có lạnh giống như là cao điểm như tầm tháng 1, tháng 2. Bây giờ nó xuống từ từ từ. Chứ đầu vô cái mùa spring đó thì khí hậu nó tầm 50 60 độ F rồi vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu xong điều chuyển tới mùa hè. Dạ. Yeah. Ngon rồi. Ngon. Nhẹ nhàng đơn giản. Thím nước chicken broth. Xong cái thím bỏ mấy cái đầu tôm vô luôn. Mấy cái đầu tôm, vỏ tôm vô luôn. Nấu lên. À, con nấu lên. Con nấu bỏ lửa sôi lên. Là không hề tăng nha thế nha. À, con bỏ lửa riêu con nấu lên. Nó rất là ngon. Không hề tăng. Nó ngọt mà từ trong cái vỏ tôm mình ăn cũng tốt. Tô bánh canh này ngon quá cả nhà. Bà xã vừa trình bày đó. Nấu bằng tôm. Nấu cái vỏ tôm hùm luôn á. Nấu bằng cái vỏ tôm hùm luôn. Đúng là siêu đầu bếp thiệt. Nấu bằng cái vỏ tôm hùm mình lấy nước súp. Nước súp ngon quá. Có bạn trong kênh con mới đọc được comment. Ước gì được thưởng thức món của chú Phượng nấu. Rồi vậy hả? Nếu có dịp hả? Nếu có duyên. Nếu có duyên à. Chị. Đi học. Cái nhiều khi thím nấu cho chú ăn chú ngon con ngon nhưng mà người bạn đó ăn thì lại không ngon nữa. Mỗi người khác nhau mình cũng thường thường á. Em nấu ngon á, 3-4 người ăn ngon rồi đó, đồng loạt ăn ngon. Còn dở là một người ăn dở rồi là đồng loạt kia dở. Vậy là sao? Có mấy lần mình nấu đồ đem tới những cái buổi tiệc á, thì 10 người ăn thì chỉ có một người là hơi nói là nước mắm thì chừng con, đứng em khám ông ngoại coi. Ngọt một chút. Để khám ông ngoại coi. Để khám ông ngoại đi té hả? Rồi đợi em xuống đi. Không chút qua. Rồi em tiếp tục nói đi nói xem. Dạ thì ví dụ như 10 người nhưng mà chỉ có người là kêu mình thay đổi nước mắm chút rồi thôi à. Thành ra vậy cũng không đến nổi. Thì đó thì cái vị của cái người đó thì nước mắm người ta cần dạng chút. Cần chút, đúng rồi. Nhưng mà mình lấy cái số nhiều hơn là số ít. Đúng rồi. Tại vì con biết không, đâu phải ai cũng ăn ngọt như mình ha, như ấy đâu.
mỗi người phải ấy một chút, giống như thím ăn về dừa mà con phải thêm chút xíu nước mắm. Đúng rồi, nói vậy đó. Chứ còn con ăn nó u lạc quá, lần lần nó tại vì gió bóp. Mà bác gái thấy chiến này là con qua là con không o rồi, bác gái muốn bún bò Huế phải không? Con nấu bún bò Huế được rồi. À, bởi vậy. Con là con tự nấu và con tự hâm mộ luôn. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Nó hợp với vị của con. Con về con học mẹ con nấu, bữa giờ con về con nấu cũng mấy lần rồi đó. Mà lần nào cũng thành công tốt đẹp. Vậy hả? Con làm tại vì mình biết rồi đó. Có cái ớt sa tế của mẹ con bỏ vô là đúng thành ngon chuẩn luôn. Đúng rồi, có thì tại vì nếu mà con không có ớt sa tế sẵn thì con cũng phải làm. Đúng rồi. Ớt, xả, tỏi là cũng là sa tế rồi. Thấy không? Chị ăn sơ sơ vậy thôi đó hả? À, mấy muỗng thôi. Có chút xíu vậy ta. Chút xíu vậy đó. Khi nào muốn ăn ăn à. Ê mà ham chơi quá cả nhà. Nhiều lúc năn nỉ ăn được xíu là mừng lắm. Sáng ở đây mới làm cái siro bỏ ở đây cái ăn mấy cái. Cái nhà nhảy xuống lo đi chơi tiếp rồi. Rồi đi chơi tiếp. Ăn cũng được mấy muỗng hay không? Giờ ngồi chui với bàn chơi bác sĩ. Chơi bác sĩ. Quay chơi bác sĩ luôn cả nhà. Bác sĩ không có giấy phép nên là trốn. Đúng rồi. Chống với bà. Ông bác sĩ này, bác sĩ bắt đắc dĩ. Bất cứ giờ nào cũng làm bác sĩ được hết á. Này ly trà ngay cả nhà chứ không phải. Như mình cái tật mình uống ly trà là uống ly to như vậy đây. Chút xíu nữa cái mình rốt đầy lên cái ly đó là bỏ đi xe uống. Vừa chạy xe vừa nhâm nhi trong cái ly trà vậy đó ra tới tiệm cả nhà. Mà chú là chú uống trà buổi sáng chứ không uống trà buổi tối là khỏi ngủ á. Đúng rồi. Chú mà chừng 5 giờ mà uống là kể như thua rồi. Nhưng mà thím á mà uống trà buổi tối đó là thím cũng không ngủ được. Mà thím uống cà phê thì thím ngủ được. Ngộ hay không? Thì thím uống cà phê chắc thím quen rồi đó. Chắc quen sao mà uống trà là ngủ không được. Mà, đúng rồi. Mà chú á uống trà trước khi ăn đúng không? Chú bao tử không sao. Mà khi thím uống là trời ơi. Mà ví dụ như là chiều lại tầm 5 giờ là chú hết uống trà rồi. 4 tới 5 giờ chiều là không uống trà. Uống là tôi bữa đó thức trắng đêm luôn. Nói vậy đó. Còn em thì mà cà phê thì chú không nha. Từ Starbucks cho tới cà phê Trung Nguyên cho tới tất cả cà phê gì bất cứ ngon cỡ nào chú cũng không uống. Có ai mời lắm chú nhắm một chút xíu cà phê vậy thôi. Không biết sao kỳ, chú lại không có cái đam mê cà phê. Mà trà thì chú uống nhiều. Trà chú uống nhiều. Cà phê về Sài Gòn cái đi uống cà phê, đi vô trả ly cà phê 150 ngàn hả? Đúng rồi. Nghe nhạc đàn piano gì ở đường Lê Thánh Tôn phải không? Đúng rồi, ở quận nhất. Quận nhất á. Cô Nhung chú lũ rồi tới đó. Chú với thím tới sau. Ly cà phê của chú á sau cùng hết. Quậy quậy làm cái trót xong hết đi. Ủa ngồi. Thiệt là lẹ. Mấy chú kia nhăn quá trời, nhăn ngồi xuống thức ly cà phê, ngồi nghe nhạc. Mà chú lại không có cái tấm mà ngồi cà phê la cà hay là ngồi mà... Thả ở nhà còn nghe nhạc phải không? Đúng, ở nhà chú ngồi chú nghe nhạc. Thả ở nhà. Chú chọn bản tị thích chú nghe. Chứ còn người khác bỏ nhạc chú nghe chú không có đồng ý. Mình nghe những cái bản nhạc mình thích đó con. Vui lắm. Cái cô Nhung á, cái gì anh Nam? Lẹ quá anh Nam ơi. Trời ơi, bây giờ Xu nằm xuống khám cho Xu một cách nghiêm túc. Xu nằm xuống khám cho Xu đó. Khám bụng, khám chân, khám tay. Khám bụng. Giỏi lắm à, em giỏi lắm á. Em giỏi. Chú có coi cái video clip mà chị giận Xu á, trời ơi, cô chú quái cái video ấy. Có cái cô đó, cô nó coi lại 10 lần luôn. Chê giận Xu. Nhìn cái mặt thấy nó giận dài dữ, giờ dỗi dữ lắm. Có nhiều lúc cháu nó làm cái hay lắm. Nhưng mà mình dở một cái là mình không có chụp máy, mình làm kịp. Giận hờn Xu đồ mặt đồ làm. Giận hờn vơ làm ghê lắm. Chưa tới 2 chú rưỡi. Cái đó là mẹ nó mới giỏi, mẹ nó quay vậy được. Có khi cái camera đang ở trong phòng ngủ. Chạy vô lấy camera. Không phải nó không phải là dễ để bắt những khoảnh khắc mà tự nhiên. Bây giờ nó con nít mà nó đâu có diễn. Đó. Đúng rồi. Nít hơn làm chuyện làm, mình kêu làm lại nó cũng không làm. Đúng rồi. Thím thấy nhiều làm cái gì qua thôi, bởi vì thấy cái nào hay là lâu mình chờ giữ cái hình ảnh nó lại liền. Thím thấy hay, thím đi chụp một cái quay qua chỉ đi hết trơn rồi. Chỉ dọn qua cái nghề khác của chị rồi.
Cũng vui cả nhà. Sáng nay gia đình của Bình Huỳnh ngồi ăn sáng rồi có thời gian mình tán ngẫu rồi sinh hoạt chia sẻ với đại gia đình của mình trong từng cuốn video trong mỗi ngày đến với đại gia đình của mình vậy đó. Thì trước khi chú cháu Bình Huỳnh xin tạm ngưng cuốn video ở đây, cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả mọi người trong kênh YouTube của Bình Huỳnh một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye. Hẹn lại cuốn video ngày mai các bạn. Chê bye bye. Bye bye luôn. Chê ngồi chê bye bye luôn cả nhà.